Ôi Phú, anh đang làm gì đấy? À, anh Chơi điện tử à? điện tử này, điện tử nào, cái này là cái bảng trung tâm để điều khiển các chức năng của hai cái màn hình này này em này. Cái này á? Ừ đây à, tăng giảm âm lượng, em xem phim rồi nghe nhạc rồi tất cả ở trên này, cái checkpad này này, Cái này trong cái biệt tử ngày xưa bọn em chơi ấy. đây này, cái checkpad này em nhìn chưa, đơn vị điện tử này, điều khiển tất cả cái hệ thống âm À, thanh nó của điều hai khiển màn hai hình cái này, này luôn. nó xịn, con này chục tỷ cơ mà em. Nó có những cái này, cái checkpad này. Đấy, cái checkpad này thì em dùng xong em cho vào bảng trung tâm này nhé. Đấy, đặt vào đây nè thì nó tự nạp này. À, cái này nó Em nùng ấn vào bảng trung ấn vào tâm đây này, nó nạp. đấy nó nạp, đứng ấn này. Ok chưa, gập xuống Để và cái gập này lên. đây các bạn đi đông người gập đây, Ôi tiện nhây. ok chưa, nhìn nó như mới tinh nhỉ, Lý người ta giữ đi giữ gì nó sạch sẽ nhỉ. như mới tinh luôn. Đấy, ngồi đây ghế ông chủ sướng chưa, tất Đây. cả vị trí đây chỉnh ghế hết em ạ. Rồi. Đấy. Thực sự là cái vị trí của ông chủ và cái xe chục tỷ, à, những cái dàn âm thanh Harman Kardon, à, phải nói nó cực hay. À, ngồi trong cái xe này mà mở nhạc thì không khác gì vũ trường em ạ, nó thích lắm. Và đây là ghế ông chủ thì cái ghế sau này cũng được chỉnh điện này, đấy đều được chỉnh điện nhé. Đấy. À, anh có thể chỉnh được cái ghế này này, đẩy lên này, đẩy cái ghế ghế trước này lên này, đấy, đẩy cái ghế trước này để mình làm cái gì, mình nằm nghỉ ngơi. Đấy. À. Đấy. Đấy. Và mình và cái này thì nó là ngả ghế của cái đằng sau của mình này. Đấy, ngả ghế này. Tất cả ngả này. Đưa lên này. Đấy, đưa lên nhé. Đấy. Và ngả xuống này. Xịn sò thế cơ mà. Đó, cái ghế này thì mình lại có thể đẩy lại này. Đó, đẩy lại theo ý của mình. Ngồi xem phim có màn hình nó phải nó rất đã mà nét. Cái này là ghế vội thán, cái là nguyên zin nguyên bản này, dàn âm thanh thì không biết phải nói là cái điều hòa đằng sau thì mình tự chỉnh được nhiệt độ, tự chỉnh được các vùng gió nhé. Đấy, cái này là nhôm xi này, đấy, xi này, đấy, tất cả vị trí này chỉnh được này, những cái cổng AV này đấy, để cắm đầu riêng để phục vụ. Nhìn cái hàng sau thôi nó đã rồi, từ cái đèn trần nó cũng sang xịn rồi, túi khí khắp nơi. Loa thì trang bị cũng mọi ngóc ngách để cho chúng ta trải nghiệm cái dàn âm thanh hay nhất. Đấy. Vậy thì không biết là phía trước, phía sau như này thì tuyệt vời rồi. Phía trước thế nào nhỉ? Bước về phía trước chút nào. Vị trí lái, vị trí của người nằm thuê nhưng nó đã cực kỳ đã rồi. Tất cả ghế đều chỉnh điện và có ba vị trí như ghế, cả ghế lái và ghế phụ, và lỗ máy liền phát nào. Wow. Đó. Vô lăng này. Chỉnh điện này, nhiều hướng luôn, quá đã luôn, ghế nhiều hướng đấy. À, màn hình cam lùi thì đương nhiên rồi đấy, con này thì nó xịn sò đến mức tối ưu rồi này, quá đã luôn. Và điều hòa thì nhiều vùng độc lập và có cả cả sấy nhá, sấy ghế nhá, đấy, ấn đây sấy này. Nói chung là mùa đông không lạnh luôn đấy. Dàn âm thanh thì nó có cái ổ đây. Đấy, mình phải xem nào. Đây này. Cái ổ trong này này. Đấy. Ổ đĩa này. 6 đĩa. Đấy. Hay lắm. Ta kéo nó vào. À, đây lại có cái đèn pin này. Đấy, đây là có đèn pin này, lúc nào cũng sạc điện này. Rất là hay nha, trang bị tối tân luôn. Còn dưới này thì đây. Sách hướng dẫn xe, con này nó xịn sò từ đầu đến cuối này, tất cả sách này, hướng dẫn này, theo xe này, của Land Rover này, đầy đủ không thiếu một cái gì. Để lấy nói lên giá trị chiếc xe thì con này nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, nó quá tuyệt vời rồi. Đấy, đi con này thì phải nói là nó sướng tê tái luôn. Tất cả hệ thống là lưng hạ gầm và treo khi nén. Đấy. Lưng hạ gầm đấy nhá. Đấy. Cái này thì có là lưng cao nhất này, cái này lưng vừa này, cái này có hạ thấp này. Đấy. Hạ xe hạ rất rõ rệt. Và đây là chuyển chế độ lái này. Trong cái này là hỗ trợ độ đèo và 5 chế độ lái này. Cái này độ nghiêng này. Đấy. À, trên bùn lầy này, trên đường tuyết này, trên đường cát trơn trượt các thứ này, và chế độ thường, 5 chế độ chúng ta có thể chuyển ở đây.
Đấy. Đèn lộ thông minh thì đương nhiên rồi, và tất cả tình trạng xe còn đẹp như mới luôn. Đấy, ga tự động cruise control rồi. Nói chung là phải cải lửa ngày thì mới hết các chức năng của nó được. Những chữ Land Rover, một cái xe đến từ Anh Quốc, những cái niềm ước mơ của tất cả mọi người. Thực sự chả biết nói như nào nữa, đúng không ạ? À, chúng ta hãy bước ra ngoài đi. Đấy, nó thì quá xịn rồi. Quá xịn sò rồi. Vâng, Land Rover. Land Rover nói chỉ ba từ Land Rover đến từ Anh Quốc, nó đã nói lên một cái sự sang xịn, một cái sự đẳng cấp và một cái ước mơ của tất cả các doanh nhân, chứ chưa nói những người thông thường. Nhưng các bác yên tâm, ngày xưa chỉ có tập đoàn, chủ tịch tập đoàn mới sở hữu được nó. Nó lên đến 10 tỷ đồng. Và chiếc xe này thì bao zin thì có bác, tất cả tình trạng là còn nguyên zin nguyên bản. Odo đang 10 vạn km, tương đương 100.000 km. Thì chiếc xe phải nói là quá ít. Đấy, quá ít. Nhưng ngày hôm nay nó chỉ có một giá 1 tỷ 200 triệu đồng. Nó quá xứng đáng. Có nghĩa là nó giá đi 90% của chiếc xe. Khủng khiếp. Đó là xe sang. Và chúng ta hãy đi quanh một vòng để ngắm. Đây là bản thùng to. Thùng to các bác nhé. Đây là bản Sportage. Đấy. Cái này bản dưới nó có bản HSE. Cái này thì toàn bộ là treo khi nén, nâng hạ gầm, và khi chúng ta đóng cửa vào thì cái bậc để chân nó lại thụt vào. Đấy. Khi chúng ta mở cửa thì nó sẽ thò ra để chúng ta bước lên bước xuống nó thuận tiện hơn. Các bác có thể ngắm nhìn một chiếc xe, thực sự đối với cá nhân tôi thì nó quá đẹp. Một từ là nó quá đẹp. Nó chỉ dành cho chúng ta những cái mỹ từ thực sự đẳng cấp. Quá đẳng cấp. Và đó. Và khi chúng ta mở cái cốp ra thì mới thấy rằng đẳng cấp, mở kiểu vỏ sò hai mảnh. Các bác nhìn này, thực sự các bác cứ nằm đây mà ngủ thôi. Đấy, nằm đây mà ngủ thôi. Nó rộng và tất cả vật liệu và chất liệu của nó xịn sò, khó tưởng. Và chúng ta có thể nhìn ở bên trong. Cái này là bản 5 chỗ các bác nhé. Đấy, bản thùng to nhưng bản 5 chỗ. Nó quá xịn, quá đẳng cấp. Và thực sự nó quá mới. Đây các bác có thể nhìn ở dưới này thì nó là lốp dự phòng rồi, đồ rồi, tôn sắt thép, mọi cái nó còn như mới này. Đấy các bác nhìn. Đấy, đây này. Đấy. Mọi cái một từ là nó còn như mới luôn. Đấy, giá trị của nó quá lớn. Nhưng đặc biệt khi các bác nào hiểu về xe thì chúng ta sở hữu mẫu xe này thì thực sự nó mất giá một cách thảm hại, một cách khủng khiếp. Cảm biến, cảnh báo, va chạm thì chưa vào phía sau. Và các bác lướt qua cái phần gầm xe, cái này nè, đây. Nó còn trắng sáng như mới luôn. Tại sao? Bởi vì đơn giản nó được tạo dựng lên bằng những chất liệu và vật liệu cao cấp. Chẳng hạn cái vỏ này, cái vỏ của cái xe, nó không là tôn sắt thép thông thường đâu. Mà thực sự nó ấn tượng bởi vì nó tạo lên bằng vỏ hợp kim nhôm. Nó rất nhẹ nhưng cực kỳ cứng. Đấy. Đó là những cái điều đặc biệt. Đó. Và la răng thì nó là rất nhiều chấu và phanh hiệu suất cao, đĩa phanh rất to để tăng cái độ bám ma sát. Các bác có thể thấy ngay nhé, nó quá tuyệt vời. Đó. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào phần chi tiết hơn để thấy được giá trị và chất lượng của chiếc xe 5.0. Wow, nó cực đã. Và đặc biệt chiếc xe Land Rover thì tôi, nó thuyết phục tôi ngay từ cái lần cầm lái đầu tiên. Hệ thống treo khi nén cực kỳ êm, độ cách âm chống ồn tuyệt vời. Và đặc biệt là vòng tua mở rất sớm, chạy xe rất ngon. Đấy. Để tiết kiệm nhiên liệu. Dù là động cơ 5.0 nhưng cũng chỉ hơn chục lít. Thì đó là một cái điều mà vô cùng thú vị để chúng ta có cơ hội sở hữu ngay những chiếc Land Rover. Đấy. Vậy thì bây giờ tôi sẽ là người review trực tiếp cho các anh chị có thể thấy được giá trị và chất lượng của chiếc xe này một cách nó chi tiết đầy đủ hơn. Đấy. Các bác có thể ngắm quanh một vòng rồi, đầy đủ rồi. Đấy, nó đẹp mức độ như này. Và bây giờ thì mở toang hết cửa ra đi. Đấy, mở toang hết cửa ra nhé. Nó quá xuất sắc các bác ạ. Đấy, để mà lấy được giá trị và chất lượng chiếc xe thì các bác có thể thấy là những cái bộ đèn này nó đều là thích ứng góc lái, nó liếc. Đấy. Và chất lượng đèn thì đây, trong như pha lê các bác này. Bi tinh cầu thủy tinh thì đương nhiên rồi. Cảm biến, cảnh báo va chạm thì trước và sau, hệ thống rửa đèn, đèn gầm. Đấy, và phần đầu
thì tạo lên ở lắp cabo tạo lên những cái đường gân dập nổi rất rõ nét đấy. Ở RAV4 thì có một cái thiết kế, ngôn ngữ thiết kế là vuông vức, có nghĩa là góc cạnh rất khác biệt. Nhưng thực sự các bác có thể thấy là cái vật liệu của nó quá cao cấp đây, từ cái tưới tản nhiệt. Nó cũng không phải là vật liệu thông thường nữa. Nó quá xa xỉ và đắt đỏ với những vật liệu như này. Nó nói lên tầm vóc và giá trị của chiếc xe. Độ bền thì đương nhiên nó là phải là muôn thuở rồi. Vật liệu này nó sẽ không bao giờ bị xuống cấp qua thời gian. Đó, đó là sự khác biệt. Tuyệt vời. Đấy. Các bác nhìn từ cổ phanh, từ đĩa phanh nó cực kỳ to. Và từ cái la răng đều có những chữ gì ạ? Land Rover. Land Rover. Tất cả Land Rover từ con ốc. Các bác nhìn con ốc đã sướng mắt rồi. Đúng không ạ? Nó quá tuyệt vời, gương to, kiểm soát đường mù tốt. Và phần nội thất thì các bác có thể thấy là đây là ghế phụ thôi. Cũng có 3 vị trí như ghế và ghế chỉnh điện cực kỳ nhiều hướng. Đấy, có thể là thò thụt đầu này, thò thụt đầu này. Đây cái đầu này. Cũng có thể là thò thụt được này, chỉnh điện hết các bác nhá. Đấy, nó tuyệt vời luôn nhá. Và nhiều hướng này, phòng ghế này, rồi nói chung là rất nhiều. Đấy. Đây, các bác nhìn này, chữ Land Rover. Từ cửa gió điều hòa sự khác biệt luôn nhé. Phải nói là chủ nhân giữ được cái xe, cái phần nội thất kem và đẹp như này. Đấy. Phần ngồi bên trong như một chiếc máy bay luôn, từ phần đèn trần, đây, cửa lau các bác này. Đó, ghế này, nguyên zin nguyên bản nha các bác nhé. Nguyên zin nguyên bản. Đấy, nó đẹp như này mà tôi quay giữa trời nắng thì nó đầy đủ ánh sáng rồi. Đấy. Quá tuyệt vời. Đó. Không biết là chúng ta phải dùng những cái từ nào. Đúng là Anh Quốc là một nơi nền ánh sáng văn minh của toàn cầu. Thực sự loà là mọi thứ nó quá đẹp. Thực sự nó quá đẹp mà chúng ta chả biết phải nói như nào nữa. Nhiều người tất cả đều phải trầm trồ thôi các bạn ạ. Trầm trồ thôi. Đây. Ghế thì ghế sau cũng đều được chỉnh điện hết này. Đều được chỉnh điện hết này các bác này. Loà khắp luôn. Đây, từ vật liệu của nó, đây nhựa bóng piano, đây là da xịn sò hết. Đúng là tiền nào của ấy, không ngẫu nhiên mà những người hiểu biết, những người có tiền lại luôn luôn phải tìm mọi cách để sở hữu nó. Cái này nhập khẩu nguyên chiếc từ Anh các bác nhé. Đó. Thì nó quá tuyệt vời và quá yên tâm rồi. Đấy, chúng ta có thể nhìn, chỉ cần mở cửa ra nhìn chiếc xe nó sang rồi, nó quý phái rồi, nó đẳng cấp rồi. Thực sự nó là những ngôi sao rồi. Đó. Nó thực sự là những ngôi sao và đèn sau thì các bác thấy là nó trong suốt như pha lê, như mới luôn. Để nói là giá trị và chất lượng của chiếc xe. Quá tuyệt. Đấy, không còn gì phải nói nữa. Đây, bản Supercharger các bác nhé. Bản Supercharger. Bản HSE là bản thấp hơn. Đấy, Land Rover. Đấy, mọi nhìn góc độ, mọi góc cạnh. Đấy, tinh tế, đẹp mắt, quý phái và đẳng cấp. Chúng ta chả phải biết nói như thế nào để cho nó đúng với cái giá trị của chiếc xe thì đây. Đấy. Vậy thì một chiếc xe còn nguyên zin nguyên bản, hai màn hình phía sau này, các bạn có thể thấy nhá, điều hòa phía sau này, nói chung nó không thiếu một cái chức năng và một cái giá trị gì. Đấy. Còn cái bản trung tâm thì các bạn có thể ngả nó xuống. Đấy. Chúng ta chỉ bằng một nút kéo này ngả xuống thì ở trong này nó có một cái checkpad này. Tôi vừa rồi thì tôi đã nói rồi, cái checkpad này để điều khiển cho tất cả các loại màn hình ở phía sau và âm lượng, âm thanh và mọi cái các bác nhé. Và chúng ta có thể đặt các chiếc bếp vào đây thì nó tự nạp. Đấy, nó tự nạp các bác nhé. Đấy, nó tuyệt vời như vậy. Sáng xịn chưa? Loa đằng sau, góc cột sau kia có loa. Nghĩa là để chúng ta trải nghiệm cái chất lượng âm thanh hay nhất của Anh Quốc thì nó hàng đầu thế giới rồi. Chẳng hạn như là những cái loa Harman hoặc là những cái đặc biệt là Tailoy thì nó là dòng xe quý tộc, dòng loa quý tộc rồi. Nó cực kỳ là sang xịn, cực kỳ là hay ho. Đấy. Và bây giờ thì xin mời các bác có thể ngắm nhìn tất cả các quang cảnh một cách chi tiết và đầy đủ. Và chúng ta sẽ bước vào khoang động cơ ngay bây giờ để thấy được giá trị của chiếc xe Land Rover. Wow, nhìn vào trong từ xa. Cái này thì nó lung linh rồi. Và nó quá tuyệt vời rồi. Đúng không ạ? Chả có gì để mà nói lên nó nữa. Đấy. Tất cả các chức năng. Đấy, chức năng không thiếu một chức năng gì. Đây, ghế này chỉnh nhiều hướng luôn, tem mác này, cái này là sản xuất 2010 các bác nhé. 2010 ghế này các bác nhìn giúp em này. Đấy, cái ghế lái mà nó còn căng như mới như này. Thực sự những người mà mua những chiếc xe này thì họ luôn luôn là có lái xe riêng là một,
Cái thứ hai là họ vô cùng giữ gìn, nó quá đắt đỏ, vô lăng chỉnh điện, đèn thì auto, nói chung là mọi cái. Vậy thì khoang động cơ cũng là một cái yếu tố để chúng ta quan tâm. Wow, đi chiếc xe này thì báo cáo với các bác là lửa tỉnh biết đến chúng ta là rằng khoang động cơ 5.0 các bác nhé, hiệu suất cao, máy V8, Land Rover, tất cả là tình trạng là nguyên zin nguyên bản. Các bác có thể thấy nó khủng khiếp chưa? Nhưng chạy con này rất ngọt, rất nhẹ, một cái xác xe lên hàng 3 tấn, hơn 3 tấn nhưng chỉ bằng một nhấp nhẹ chân ga nó đã bay vùn vụt đi rồi. Đấy, máy bao nguyên zin nguyên bản cho các bác nhé. Đấy, bao nguyên zin nguyên bản cho các bác luôn. Vâng, vậy thì xe và đam mê, tất cả những sản phẩm đều có văn bản cam kết với anh chị là xe không đâm xô, không thủy kích ngập nước và máy móc là nguyên zin. Đấy, về giá trị và chất lượng chiếc xe từ nước sơn nó còn gần như là zin toàn bộ, nó quá đẹp các bác ạ. Thay vì chúng ta phải bỏ ra hàng 10 tỷ đồng như ngày hôm nay, các bác chỉ bỏ ra 1 tỷ 2, các anh chị đã sở hữu ngay được chiếc Land Rover bản super chạc thùng to, đấy, bản cao cấp rồi đúng không ạ, quá đẹp đấy. Vậy thì nó có quá ấn tượng, nó có xứng đáng không ạ? Chúng ta đừng suy nghĩ và đừng lo lắng quá nhiều. Tất cả các hãng xe đang làm trên thị trường Việt Nam thì các bác đừng lo về đồ đạc, đừng lo về bảo dưỡng bảo trì, nó rất đơn giản như trong một nốt nhạc thôi đấy. Nhưng đổi lại thì thay vì bỏ ra một số tiền quá lớn và các bác đã sở hữu được một cái mẫu xe này chỉ bằng giá 1 tỷ 2 thay vì bỏ ra hàng chục tỷ đồng, thì thực sự đây là một sự quan tâm không nhỏ một chút nào các bác nhé. Không nhỏ một chút nào đâu ạ. Đó, các anh chị có thể thấy rằng cầm lái và chạy chiếc xe này thì nó quá tuyệt vời. Hệ thống treo khi lén và lâng hạ gầm thì nó chạy cho chúng ta trên mọi địa hình. Phải nói là một từ, trên mọi địa hình các bác nhé. Nó rất tuyệt vời, các bác yên tâm, cũng chỉ hơn chục lít một chút thôi, rất là ok. Đấy, xăng cộ thì cũng rất là tuyệt vời. Đấy, nếu các bác nào quan tâm thì gọi số hotline trên màn hình hoặc đến địa chỉ đối diện khách sạn Trường Thành, đường An Định, thành phố Hải Dương để cầm lái trải nghiệm chiếc Land Rover này. Cảm ơn các anh chị rất là nhiều đã luôn luôn đồng hành với xe và đam mê và yêu mến xe và đam mê, ủng hộ trong suốt quá trình thời gian nhiều năm vừa rồi. Xin cảm ơn tất cả anh chị. Và nếu các bác nào quan tâm thì nhớ hãy đến địa chỉ trên hoặc gọi số hotline để làm chủ chiếc xe, tiền ít thịt nhiều, xe chủ tịch như giá công nhân này. Xin cảm ơn tất cả anh chị.